Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Ngày hôm nay thì mình sẽ review chiếc điện thoại Queen F21 Pro nha các bạn. Rồi ok, hôm nay mình sẽ trải nghiệm với tư cách là một người dùng bình thường nha các bạn. Mình sẽ không đi sâu vào các vấn đề phần cứng. Rồi, thông số của chiếc điện thoại này thì mình để ở trên màn hình cho các bạn tự xem và tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc Queen F21 Pro này ra để xem bên trong nó có những gì nha các bạn. Đây là một cái que chọc sim nè, để mình xem coi. Có một cọng cáp Type-C. Còn đây là gì đây? Này, sách hướng dẫn hay sao các bạn? Rồi ok, cái này không quan trọng. Ok, bây giờ mình sẽ quay các góc cạnh để cho các bạn xem cái thiết kế của em đó nha. Nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Mình rất là thích những cái dòng điện thoại bàn phím mà chạy Android. Mình chỉ thấy tiếc là nó không có phím tăng giảm âm lượng các bạn ơi. Bên đây thì nó có một cái khe cắm sim nè. Phía dưới này là cổng sạc Type-C, cái bên là micro. Phía trên này mình nghĩ nó là cái đèn pin, còn cái bên đây hình như cũng là micro luôn hay sao á. Mặt lưng của máy thì có một cái camera, phía dưới là cái đèn flash. Camera trước của chiếc điện thoại này nó nằm ở phía dưới này nha các bạn. Đây nè. Ok, bây giờ mình sẽ vào CPU-Z để xem một vài cái thông số của máy nha các bạn. Hiện tại em nó chạy chip MediaTek Helio A22. Rồi. Model F21 Pro. Phiên bản mình đang cầm trên tay là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Chạy Android 11. Rồi ok. Mình sẽ không test chức năng nghe gọi, mà bây giờ mình sẽ thử một vài cái ứng dụng cũng như là lướt web để xem nó chạy có mượt không nha. Facebook nè. Ok. Facebook lướt cũng rất là mượt luôn các bạn. Thử TikTok luôn nha. Do chiếc điện thoại này nó không có phím tăng giảm âm lượng cho nên chúng ta phải chỉnh tăng giảm âm lượng ở phía trên này nha các bạn. Loa rất to luôn các bạn ạ. Loa to lắm. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Rồi ok, vậy là Facebook và TikTok chạy rất là mượt luôn. Bây giờ mình sẽ thử video call trên chiếc điện thoại này xem nó chạy có mượt không nha các bạn. Tiện mình test cái camera luôn. Rồi ok. Hello, alo, alo, 1, 2, 3, 4. Video call rất là mượt luôn. Hello. Ok. Vậy là video call rất là mượt luôn nha các bạn. Chiếc điện thoại này thì mình cũng đã thử cài CH Play với YouTube nhưng mà nó không có chạy được nha các bạn. Mình không biết lý do tại sao. Nhưng mà khắc phục thì cũng dễ thôi. Mình cài một cái ứng dụng khác để có thể xem được YouTube. Đây. Rồi ok, YouTube cũng chạy rất là mượt luôn các bạn ơi. Loa con này rất to. Rồi. Bây giờ chắc mình chơi thử một tựa game ha. Chơi thử một tựa game đi. Đây. Chơi thử một tựa game để xem là em nó chạy có mượt không.
một số cái tựa game nặng thì mình sẽ test vào clip sau nha các bạn. Bởi vì nếu mà làm hết vô một clip thì nó rất là dài luôn. Rất mượt luôn các bạn ơi. Rồi ok. Vậy là game Subway Surfer chạy cũng rất là mượt luôn. Mình sẽ test thử cái camera rồi kết thúc clip nha các bạn. Bây giờ mình sẽ test cái camera trước luôn. Rồi ok. Camera trước nó hơi mờ các bạn ơi. À, có thể là do cái miếng dán này nè. Trời ơi, nãy giờ không lột ra các bạn ơi, lột ra nó rất là nét luôn, nó nét hơn rất là nhiều. Nè, camera sau nè các bạn, camera sau chụp rất là đẹp, rất là nét nha. Rồi ok, để mình xem lại cái màn hình ở ngoài nó coi, đẹp lắm các bạn ơi. Nãy mình chưa có lột cái miếng dán ra, nó mờ lắm, còn bây giờ rất là nét luôn các bạn xem nè, nét lắm. Ok, mấy con game này thì mình sẽ test ở clip sau nha các bạn. Rồi ok, vậy là mình đã đi sơ qua một vài cái chức năng cơ bản của chiếc Queen F21 Pro rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.